Chào các bạn, đây là trang trại Tuấn Vương Trang, trang web và trang Facebook rùi lến đen.com.vn. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn, đây là cái chuồng nuôi rùi lến đen bố mẹ đang xây dựng, sắp hoàn thiện và đang đưa vào sử dụng để thu hoạch trứng rùi lến đen. Về ban đêm thì chúng hay đậu nhiều hơn bay, và thường chú bướm nở ra thì chúng dành thời gian phần lớn dùng để nghỉ ngơi. Thì nhiệm vụ của chúng là sau khi từ gán nở ra thành ruồi thì chúng dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, chúng không cần ăn. Tại vì đã tích lũy dinh dưỡng từ khi chuyển hóa thành nhộng, chúng chỉ có uống nước, cho nên chúng ta phải để những cái khay chứa những cái miếng xốp và để nước vừa phải, đừng để ngập quá khi chúng vào dễ bị ướt cánh và không bay lên được. Đây là cái máng nước cho chúng uống. Còn chúng ta giới hạn chúng trong cái phạm vi vừa phải để chúng không có phải bay nhiều mất sức và dễ giao phối với nhau. Ban ngày thì chúng, nhất là khi có nắng thì chúng sẽ giao phối nhiều hơn và sinh sản cũng nhiều hơn, nghĩa là chúng ta phải cung cấp ánh sáng tương đối đầy đủ. Đây là về đêm, mấy các bạn thấy là về đêm rồi, chúng ta trong này có thể chúng ta tạo những cái chỗ cho chúng nghỉ ngơi. Đấy, như các bạn thấy là chúng đã bu dày đặc vào các lá cây, và chúng ta cũng có cho nước tưới theo cây để chúng uống, không để chúng bị khát, bị mất nước. Đấy, các bạn thấy là ban đêm thì chúng có vẻ ít năng động hơn vào ban ngày. Dù rằng chúng ta phải để đèn, chúng ta để đèn thì chúng ta nên để đèn dạng ánh sáng vàng, ấm. Các bạn thấy là chúng ta nên tạo những cái chỗ cho chúng đẻ. Ở đây là chúng tôi dùng có thể cho đẻ trực tiếp vào cám. Đó, chúng đang đẻ vào cám. Đây, chị này đang say mê đẻ. Hoặc là chúng ta dùng những thanh nẹp. Thanh nẹp mà chúng ta có những cái đinh hay vít kê ra để tạo khe hở cho chúng đẻ vào. Như các bạn thấy là những cái khe này có trứng, nó đẻ vào các khe này. Rồi khi nào lúc nắng thì chúng có thể đẻ được nhiều hơn, và đôi khi chúng vẫn có thể là đẻ ra ngoài cái mình muốn, là như trên cái mặt khay ở dưới là mình chứa những cái chất tạo mùi để thu hút. Đấy, đây là có những cái khe trứng, là các bạn thấy nó đẻ bít các khe. Đây, có những cái khe này cũng không đồng đều lắm, tại vì trại chúng ta mới đang trong giai đoạn hoàn thiện, cho nên là cái lượng trứng cũng chưa được tập trung lắm. Này, chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện để có thể cung cấp số lượng lớn cho các trại chăn nuôi, có thể sản phẩm ra hàng tấn mỗi ngày, hàng tấn ấu trùng để phục vụ cho công việc chăn nuôi và làm thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. Như các bạn thấy thì chúng ta nên để đèn, nếu kể cả ban ngày khi trời âm u mưa bão thì thiếu ánh sáng. Chúng cần khoảng trên 6 giờ nắng mỗi ngày, cho nên là chúng ta phải chú ý quan tâm chăm sóc cho chúng ánh sáng và nước uống. Như các bạn thấy là chúng đang đậu để nghỉ ngơi.
Ban ngày thì chúng sẽ giao phối nhiều hơn và đẻ nhiều hơn là ban đêm, nhưng chúng ta cũng nên tăng cường năng suất của chúng bằng cách để đàn. Các bạn nào có nhu cầu, các bạn nào có quan tâm, có nhu cầu về sản phẩm xin liên hệ trang web hoặc Facebook ruồi lính đen.com.vn hoặc điện thoại số 0968 869 708. Xin nhắc lại số điện thoại 0968 869 708. Trại sẽ sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của các bạn về sản phẩm, về chuyển giao công nghệ, về làm đối tác. Có những công ty lớn dùng ấu trùng ruồi lính đen để làm sản phẩm thức ăn đậm đặc, thức ăn nguyên chất để tạo ra nguồn thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. Đấy, các bạn thấy là với mật độ ruồi chúng ta phải để mật độ đủ để chúng có thể giao phối và sinh sản để cho ra lượng trứng nhiều. Đấy, đây là ban đêm thì chúng đậu nhiều hơn là bay. Và chúng đậu gần nơi có ánh đèn. Đấy, người bạn quan tâm hãy cung cấp ánh sáng. Nếu trời mưa bão âm u ban ngày chúng ta cũng nên bật đèn thì chúng sẽ cho ra sản lượng trứng cao hơn. Đấy, như các bạn thấy, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có nhu cầu xin inbox vào trang ruồi lính đen.com.vn, Facebook ruồi lính đen.com.vn, ruồi lính đen.com.vn hoặc trang web ruồi lính đen.com.vn. Chúng tôi sẽ đáp ứng các nhu cầu của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ tốt các nhu cầu của các bạn. Các bạn hãy đón xem, hãy để chế độ xem trước khi chúng tôi phát những video sắp tới, những video về thu hoạch ruồi lính đen bằng cơ giới, bằng máy sàng lồng hoặc là máy sàng ngang. Các bạn nhớ đón theo dõi. Cảm ơn anh Lâm Thanh Liêm đã quan tâm, là đã có hứng thú đam mê trong cái loài côn trùng có ích cho nhà nông nói riêng và cho con người nói chung. Cảm ơn anh, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có nhu cầu xin liên hệ trang web hoặc trang Facebook ruồi lính đen.com.vn. Chúng tôi sẽ hồi đáp và đáp ứng các nhu cầu của các bạn về sản phẩm, về các gói chuyển giao công nghệ, về cách xử lý chất thải trong cái trang trại chăn nuôi theo yêu cầu của các bạn. Hoặc là các bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ đáp ứng. Có bảng giá niêm yết trên trang ruồi lính đen.com.vn, Facebook ruồi lính đen.com.vn hoặc liên lạc số điện thoại 0968 869 708. Trang trại sẽ đáp ứng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn vào livestream khác, sẽ có chủ đề khác về ruồi lính đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.